Nguyễn Anh Tùng xin gửi lời chào đón những lời yêu thương nhất đến tất cả các anh chị em. Không để phủ nhận được rằng cái sức mạnh của video thì TikTok, Facebook và YouTube là ba cái nền tảng mà mình khuyên rằng các anh chị em cần phải ưu tiên làm trước. Các bạn hãy thể hiện chúng ta là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Video marketing là cách để chúng ta hút về những cái tập khách hàng tiềm năng. Chúng ta hiểu một cái vấn đề nào đó đúng thì chúng ta sẽ làm đúng. Chúng ta hay có cái lỗi sợ ấy ạ, là sợ không làm được với sợ khó. Bản thân Ý Lê cũng như vậy. Dạy làm đẹp, hướng dẫn làm đẹp thì tiếp cận những người mong muốn mua sản phẩm kem dưỡng da của các bạn. Hãy chia sẻ về những cái lợi ích của sản phẩm. Xin chân thành hẹn gặp lại vào buổi số 2 ngày mai.